chúng ta bắt đầu thực hiện bài thực hành về từ lửa BSN. Như đã được giới thiệu thì BSN đó là một ứng dụng có nhiều cái chức năng mạnh như là routing, định tuyến, firewall từ lửa, NAT, DHCP, proxy. Thì trong bài thực hành này, sinh viên sẽ thực hiện một hệ thống mạng có sơ đồ như hình một bên dưới này. Trong đó thì chúng ta sẽ có hai máy ảo. Một máy ảo xin được cài đặt VPN, nó vai trò như là từ lửa cho toàn bộ hệ thống mạng. Máy ảo thứ hai là máy host 1. Đây là một máy tính ở trong nhánh mạng bên trong Internal Network. Thì trên máy ảo VPN chúng ta sẽ có hai cạc mạng, một cạc WAN và một cạc mạng LAN. Trong đó thì cạc mạng LAN sẽ nối kết vào Internal Network và cạc mạng WAN sẽ nối kết ra External Network. Thì trong bài thực hành này chúng ta sẽ cho cạc mạng WAN sẽ nối kết vào nhánh mạng Bridge Network với cái máy vật lý. Cụ thể ở đây là chúng ta sẽ có máy vật lý đang chạy hệ điều hành Win 11. Thì do chúng ta xét cài đặt cái chế độ cạc mạng của cạc WAN là chế độ cầu nối, thì lúc này cạc mạng máy Win 11 và cạc mạng WAN của BSN sẽ cùng một nhánh mạng và cả hai sẽ được cấp IP. Cụ thể trong bài thực hành này sẽ có một cái Internet Router sẽ cấp IP cho hai cạc mạng này cùng một nhánh mạng. Như thế thì từ máy Win 11 chúng ta có thể truy cập tới được nhánh mạng WAN của BSN. Trong khi đó thì nhánh mạng LAN sẽ nối kết vào Internet Network và cạc mạng của máy host 1 cũng nối kết vào Internet Network, có nghĩa là hai cạc mạng này cùng một nhánh mạng. Và do trên BSN thì chúng ta sẽ có dịch vụ DHCP. Và dịch vụ DHCP này sẽ cấp IP động cho cạc mạng của host 1. Lúc này chúng ta sẽ có máy ảo VPN đóng vai trò như một cái tường lửa và nó sẽ kiểm soát dữ liệu mạng vào và ra nhánh mạng Internal Network. Chúng ta sử dụng máy Win 11 này, máy vật lý đóng vai trò là một máy từ ngoài từ Internal Network, từ ngoài Ethernet sẽ truy cập mạng vào các máy tính trong Internal Network. Thì khi đó thì máy VPN sẽ quản lý việc truy cập mạng đó với vai trò là một tường lửa cùng một số dịch vụ mạng khác. Thì để thực hiện thì chúng ta sẽ tạo ra hai máy ảo. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng phần mềm VirtualBox để tạo hai máy ảo. Máy thứ nhất chúng ta đặt tên là BSN và hệ điều hành là FreeBSD 64 bit và có hai cạc mạng, một cạc mạng WAN nối kết vào Bridge Network và một cạc mạng LAN nối kết vào Internet Network. Máy 2 thì chúng ta đặt tên là host 1 và sử dụng hệ điều hành Lubuntu 22.04. Thì tùy chúng ta có thể sử dụng các cái hệ điều hành khác tương ứng. Thì trên máy host 1 này sẽ có một cạc mạng nối kết vào Internet Network. Như thế đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo ra một máy ảo đặt tên là VXC và hệ điều hành của VXC này đó là hệ hành BSD 64 bit. Chúng ta sẽ cấp bộ nhớ cho máy ảo này thì tùy theo cái năng lực của máy vật lý chúng ta mà chúng ta có thể tăng RAM lên để cho máy ảo nó hoạt động nhanh hơn. Ở đây thì tôi xét là 2 GB. Các thông số còn lại thì chúng ta giữ nguyên. Rồi chúng ta vào phần setting của máy ảo. Tới phần network thì chúng ta sẽ cấu hình lại các cái cạc mạng. Đối với cạc mạng đầu tiên thì chúng ta sẽ cho nó nối vào cái chế độ là cầu nối Bridge. Cạc mạng thứ hai thì chúng ta bật lên và chúng ta sẽ nối cho nó vào cái
Internal Network. Đó Đó là là mã mã thứ thứ nhất. nhất. Tương Tương tự tự như như thế thế thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ tạo tạo mã mã thứ thứ hai. hai. Mã Mã thứ thứ hai hai này này chúng chúng ta ta đặt tên đặt là tên host, host 1. và Và chúng chúng ta ta sẽ sẽ chọn chọn hệ hệ điều điều hành hành là là Linux, Linux, Debian 64 64 bit. bit. Ta có Chúng thể ta chọn chọn Ubuntu 64 bit, Ubuntu 64 bit tại tại vì vì ở ở đây đây ta ta dùng dùng hệ hệ điều điều hành hành Ubuntu Ubuntu thì thì nó nó cùng cùng nhanh. nhanh. Rồi Rồi các các thông thông số số tiếp tiếp theo theo thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ cấu cấu hình hình bộ bộ nhớ. nhớ. Đây Đây chúng chúng đặt đặt cho cho máy máy não não này này là là 2 GB. 2 GB. Rồi các Các thông thông số số còn còn lại lại thì thì chúng chúng ta ta giữ giữ nguyên. nguyên. Tương Tương tự tự thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ gạ gạ phần phần setting setting của của máy máy não. não. Ở Ở phần phần cạc cạc mạng mạng thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ chọn chọn cái cái cạc cạc mạng mạng của của máy máy host host 1 1 này này nó nó kết kết vào vào Internal Internal Network. Network. Bước Bước tiếp tiếp theo theo thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ tiến tiến hành hành cài cài đặt đặt hệ hệ điều điều hành hành cho cho hai hai máy máy não. não. Đầu Đầu tiên tiên thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ cài cài đặt đặt PSN PSN vào vào máy máy 1,1. sau Sau đó đó thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ cài cài đặt đặt Ubuntu Ubuntu vào vào máy máy 2. 2. Thì Đầu đầu tiên tiên chúng chúng ta ta sẽ sẽ tiến tiến hành hành chỉ chỉ cái cái file file cài cài đặt đặt vào vào trong trong cái cái OCD OCD ảo ảo của của cái cái máy máy PSN. PSN. Thì Thì ở ở đây đây chúng chúng ta ta đã đã tải 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 sẵn sẵn về về file file cài cài của của PSN. PSN. Chúng Chúng ta ta có có thể thể tải tải file file PSN PSN này này ở ở trên trên Internet Internet suốt. suốt. Là Là file file ISO ISO để để cài cài đặt đặt PSN. PSN. Rồi Rồi chúng chúng ta ta sẽ sẽ khởi khởi động động máy máy ảo ảo lên. lên. Lúc Lúc này này màn màn hình hình cài cài đặt đặt PSN PSN sẽ sẽ hiện hiện lên lên thì thì chúng chúng ta ta trong trong nội nội dung dung bài bài thực thực hành hành này này thì thì chúng chúng ta ta sử sử dụng dụng các các cái cái thông thông số số cài cài đặt đặt mặc mặc nhiên, nhiên, không không cần cần thay thay đổi đổi gì gì hết. hết. Ở Ở đây đây thì thì chúng chúng ta ta chấp chấp nhận nhận cái cái agreement. agreement. Chúng Chúng ta ta sẽ sẽ tiến tiến hành hành cài cài đặt đặt PSN. PSN. Chúng Chúng ta ta chọn chọn các các thông thông số số mặc mặc nhiên nhiên thôi. thôi. Ta Ta sẽ sẽ xóa xóa ổ ổ cứng. cứng. Chúng Chúng ta ta sẽ sẽ chọn chọn cái cái ổ ổ cứng cứng để để cài cài đặt đặt PSN PSN vào vào này này thì thì không không ổ ổ thôi. thôi. Ta Ta nhấn nhấn phím phím cắt cắt để để chúng chúng ta ta mới mới chọn chọn cái cái ổ ổ cứng. cứng. Rồi, Rồi, sau sau đó đó thì thì ta ta chọn chọn Yes Yes để để tiến tiến hành hành cài cài đặt. đặt. Ở Ở đây đây thì thì nó nó hỏi hỏi chúng chúng ta ta là là có có cần cần phải phải vào vào cái cái môi môi trường trường shell shell của của PSN PSN để để thực thực hiện hiện các các thay thay đổi đổi gì gì không? không? Thì Thì đây đây ta ta chọn chọn No No và và chúng chúng ta ta reboot reboot lại. lại. Do Do chúng chúng ta ta chưa chưa lấy lấy cái cái đĩa đĩa CD CD ra ra nên nên nó nó tiến tiến hành hành cài cài đặt đặt lại lại thì thì chúng chúng ta ta có có thể thể tắt tắt cái cái máy máy PSN PSN để để chúng chúng ta ta lấy lấy cái cái đĩa đĩa CD CD ra. ra. Ta Ta giờ giờ setting. setting. Ta Ta remove remove cái cái file file ISO ISO kìa. kìa. Rồi Rồi chúng chúng ta ta tiến tiến hành hành chạy chạy lại lại máy máy PSN. PSN.
Nhưng lúc này quá trình khởi động BSN đã thành công. Thì chúng ta được vào môi trường dòng lệnh của BSN để ta thực hiện các cấu hình. Thì ở đây thì chúng ta sử dụng các thông số mặc nhiên, chúng ta không cần thay đổi gì. Ở đây chúng ta thấy là trên máy BSN chúng ta sẽ có hai cạc mạng đầu tiên chính là cạc mạng WAN có địa chỉ là 192.168.55.105. Cạc mạng còn lại là cạc mạng LAN thì sẽ có địa chỉ là 192.168.1.1. Như thế thì chúng ta sẽ có hai cạc mạng WAN và cạc mạng LAN. Cạc mạng WAN thì địa chỉ IP là 192.168.55.105 và nó sẽ cùng dãy địa chỉ IP với cái máy vật lý máy Win 11. Các bạn LAN thì có địa chỉ IP là 192.168.1.1. Thì các mạng này đóng vai trò là Default Gateway cho toàn bộ những mạng phía bên trong và cũng là địa chỉ mà cho phép các cái máy tính bên trong có thể truy cập đến BSN. Thì tất nhiên chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi những thông tin cấu hình này cho phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Tuy nhiên trong bài lưu bài thực hành thì chúng ta giữ nguyên các thông số này, không cần thay đổi. Rồi như thế thì chúng ta đã xong phần cài đặt BSN. Tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành cài đặt luôn Ubuntu nhà máy 2. Cụ thể cho bài thực hành này thì chúng ta không nhất thiết là phải tiến hành cài đặt luôn Ubuntu nhà máy 2 mà chúng ta có thể cho nó chạy ở chế độ live, không cần cài đặt trực tiếp ở ổ cứng. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ máy 2 lên chính là máy host 1. Chúng ta sẽ tiến hành đưa đĩa file ISO vào trong ổ CD của máy host 1. Cụ thể là chúng ta sẽ chèn cái file ISO của hệ hành Ubuntu. Sau đó thì chúng ta khởi động máy ảo lên. Chúng ta chọn là Try on Ton Ubuntu. Rồi lúc này máy ảo Ubuntu đã được khởi động lên. Chúng ta có thể thay đổi độ phân giải màn hình để tiện sử dụng. Chúng ta vào terminal của máy Ubuntu. Chúng ta có thể xem địa chỉ IP của máy Ubuntu bằng lệnh IP A. Thì lúc này chúng ta thấy là địa chỉ IP của máy Ubuntu là 192.168.1.100. Thì địa chỉ được cấp bởi dịch vụ DHCP đang chạy trên BSN và cùng với mạng với các mạng LAN của máy BSN. Tiếp theo thì chúng ta dùng định phiên để chúng ta lần lượt là biên tế nó cạc mạng LAN và cạc mạng WAN của máy BSN để kiểm tra nó kết mạng của máy host 1. Đầu tiên là chúng ta sẽ biên tới địa chỉ IP của cạc mạng LAN, đó là địa chỉ 192.168.1.1. Lúc này chúng ta đã biên thành công. Tiếp theo thì ta biên tới địa chỉ IP của cạc mạng WAN là 192.168.55.105. Chúng ta có thể xem lại địa chỉ IP hay là địa chỉ IP của cạc mạng WAN. Thì lúc này chúng ta cũng biên thành công, có nghĩa là chúng ta đã cài đặt thành công từ lửa BSN.
Từ máy Từ máy Ubuntu chúng Ubuntu chúng ta ta có có thể thể sử sử dụng dụng trình trình duyệt duyệt web web để để truy truy cập cập vào vào giao giao diện diện web web của của PFSense PFSense để để tiến tiến hành hành cấu cấu hình. hình. Thì Thì ở ở trình trình duyệt duyệt web web thì thì chúng chúng ta ta đặt đặt vào vào địa địa chỉ chỉ IP IP của của các các mạng mạng LAN LAN 192.168.1.1. 192.168.1.1. Ở Ở đây đây thì thì chúng chúng ta ta chấp chấp nhận nhận các các cái cái thông thông báo báo về về bảo bảo mật. mật. Rồi Rồi chúng chúng ta ta đăng đăng nhập nhập vào vào từ từ ngữ ngữ bằng bằng tài tài khoản khoản là là admin admin và và password password là là BSN. BSN. Rồi, Rồi, các các bước bước tiếp tiếp theo theo thì thì từ từ ngữ ngữ hỏi hỏi chúng chúng ta ta các các thông thông tin tin cấu cấu hình. hình. Thì Thì ở ở đây đây chúng chúng ta ta sử sử dụng dụng các các thông thông tin tin mặc mặc nhiên, nhiên, do do đó đó thì thì chúng chúng ta ta không không cần cần phải phải thay thay đổi đổi gì gì cả. cả. Tên Tên máy máy giữ giữ nguyên. nguyên. Tên Tên của của tham tham server server chúng chúng ta ta cũng cũng giữ giữ nguyên. nguyên. Cấu Cấu hình hình các các bạn bạn qua qua thì thì chúng chúng ta ta đã đã có có hình hình rồi rồi thì thì chúng chúng ta ta cứ cứ giữ giữ nguyên. nguyên. Không Không cần cần thay thay đổi đổi ha. ha. Rồi Rồi lúc lúc này này thì thì từ từ ngữ ngữ PFSense PFSense đang đang khởi khởi động động lại lại rồi rồi để để chúng chúng ta ta hoàn hoàn thành thành quá quá trình trình cấu cấu hình hình ban ban đầu đầu cho cho từ từ ngữ. ngữ. Rồi, Rồi, lúc lúc này này thì thì chúng chúng ta ta đã đã hoàn hoàn thành thành quá quá trình trình cấu cấu hình hình ban ban đầu. đầu. Nội Nội dung dung tiếp tiếp theo theo là là chúng chúng ta ta sẽ sẽ tiến tiến hành hành cấu cấu hình hình dịch dịch vụ vụ NAT NAT ở ở trên trên BSN. BSN. Cụ Cụ thể thể là là chúng chúng ta ta sẽ sẽ cài cài đặt đặt web web server server Apache Apache ở ở trên trên máy máy host host 1. 1. Thì Thì Apache Apache nó nó sẽ sẽ hoạt hoạt động động ở ở cổng cổng 80. 80. Và Và chúng chúng ta ta sẽ sẽ nát nát cái cái cổng cổng 80 80 này này ra ra cổng cổng 80 80 của của BFSense BFSense ở ở các các bạn bạn WAN. WAN. Từ Từ đó đó thì thì ở ở trên trên máy máy Win11 Win11 chúng chúng ta ta có có thể thể truy truy cập cập đến đến dịch dịch vụ vụ web web server server Apache Apache ở ở trên trên host host 1 1 này này thông thông qua qua cổng cổng 80 80 của của các các mạng mạng WAN WAN của của BFSense. BFSense. Để Để làm làm chuyện chuyện đó đó thì thì chúng chúng ta ta phải phải sử sử dụng dụng dịch dịch vụ vụ NAT NAT có có sẵn sẵn ở ở trên trên BFSense BFSense mà mà chúng chúng ta ta tiến tiến hành hành cấu cấu hình. hình. Đầu Đầu tiên tiên thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ tiến tiến hành hành là là cài cài đặt đặt web server web Apache Apache lên lên trên trên máy máy host host 1, 1, chính chính là là máy máy Ubuntu. Ubuntu. Chúng Chúng ta ta sử sử dụng dụng các các câu câu lệnh lệnh trong trong bài bài tập tập để để chúng chúng ta ta tiến tiến hành hành cài cài đặt đặt thôi. thôi. Đầu Đầu tiên tiên thì thì chúng chúng ta ta update update công công cụ cụ apt. apt. Rồi, Rồi, chúng chúng ta ta update update thành thành công công thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ tiến tiến hành hành cài cài đặt đặt công công cụ cụ Apache Apache lên lên trên trên Ubuntu. Ubuntu. Rồi, Rồi, chúng chúng ta ta cài cài đặt đặt thành thành công. công. Chúng Chúng ta ta có có thể thể kiểm kiểm tra tra coi coi là là dịch dịch vụ vụ Apache. Apache. À, À, đầu, đầu, tiếp tiếp theo theo thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ khởi khởi động động dịch dịch vụ vụ Apache Apache bằng bằng lệnh lệnh System System Control Control Start. Start. Và Và tên tên dịch dịch vụ vụ là là Apache Apache 2. 2. Chúng Chúng ta ta khởi khởi động động xong xong thì thì chúng chúng ta ta có có thể thể kiểm kiểm tra tra trạng trạng thái thái bằng bằng cách cách là là ta ta dùng dùng cái cái lệnh lệnh Status. Status. Thì Thì lúc lúc này này Apache Apache đang đang active, active, đang đang running. running. À, À, chúng chúng ta ta có có thể thể sử sử dụng dụng trình trình duyệt duyệt web web để để chúng chúng ta ta truy truy cập cập đến đến web web server. server. Do Do web web server server thì thì đang đang chạy chạy trên trên máy máy Ubuntu Ubuntu thì thì chúng chúng ta ta dùng dùng localhost, localhost, địa địa chỉ chỉ localhost localhost để để chúng chúng ta ta truy truy cập cập tới. tới. Thì Thì lúc lúc này này thì thì Apache Apache đang đang chạy chạy
trên má đầu con trên tôm. má đầu con tôm. Tất Tất nhiên lúc nhiên lúc này này chúng chúng ta ta không không thể thể từ từ mã mã vật vật lý, lý chúng chúng ta ta truy truy cập cập tới tới web web server server để để trên trên má má đầu đầu con con tôm. tôm. Do Do là là chúng chúng ta ta chưa chưa cấu cấu hình hình dịch dịch vụ vụ NAT NAT trên trên PSN. PSN. Rồi Rồi tiếp tiếp theo theo thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ tiến tiến hành hành cấu cấu hình hình dịch dịch vụ vụ NAT NAT trên trên PSN. PSN. Thì Thì trên trên máy máy Lubuntu Lubuntu chúng chúng ta ta sẽ sẽ đăng đăng nhập nhập vào vào PSN PSN và và chúng chúng ta ta sẽ sẽ tiến tiến hành hành là là cấu cấu hình hình NAT NAT cổng cổng 80 80 của của card card mạng mạng WAN WAN của của PSN PSN đến đến cổng cổng 80 80 của của card card mạng mạng của của máy máy host host 1 1 chính chính là là máy máy Lubuntu. Lubuntu. Thì Thì chúng chúng ta ta vào vào giao giao diện diện web web của của BFSN BFSN và và chúng chúng ta ta chọn chọn một một firewall firewall từ từ lửa, lửa, ta ta chọn chọn dịch dịch vụ vụ NAT. NAT. Tiếp Tiếp theo theo thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ thêm thêm một một dịch dịch vụ vụ NAT NAT vào vào bằng bằng cách cách là là đích đích vào vào cái cái nút nút ACK. ACK. Thì Thì các các cái cái thông thông số số thì thì chúng chúng ta ta giữ giữ nguyên. nguyên. Ở Ở đây đây cái cái destination destination port port có có nghĩa nghĩa là là cái cái cổng. cổng. Thì Thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ chọn chọn là là cổng cổng HTTP HTTP do do là là dịch dịch vụ vụ web. web. Địa Địa chỉ chỉ của của cái cái destination destination thì thì chúng chúng ta ta chọn chọn là là card card one. one. Tại Tại vì vì chúng chúng ta ta sẽ sẽ NAT NAT từ từ card card cổng cổng 80 80 của của card card one one tới tới cổng cổng 80 80 của của máy máy host host 1. 1. Như Như thế thế thì thì địa địa chỉ chỉ là là địa địa chỉ chỉ mạng mạng card card one, one, cổng cổng là là cổng cổng HTTP. HTTP. Ở Ở phần phần redirect redirect target target IP IP thì thì chúng chúng ta ta chọn chọn là là single single host host và và chúng chúng ta ta nhập nhập vào vào địa địa chỉ chỉ IP IP của của máy máy Lubuntu, Lubuntu, cụ cụ thể thể là là 192.168.1.100. 192.168.1.100. Đây Đây là là chính chính là là địa địa chỉ chỉ IP IP của của máy máy Lubuntu. Lubuntu. Và Và cổng cổng thì thì chúng chúng ta ta cũng cũng gọi gọi là là cổng cổng HTTP. HTTP. Đây Đây là là những những thông thông tin tin cần cần thiết thiết để để chúng chúng ta ta cấu cấu hình hình dịch dịch vụ vụ NAT NAT trên trên BSN. BSN. Sau Sau khi khi cấu cấu hình hình thành thành công công thì thì chúng chúng ta ta lưu lưu lại. lại. À, À, lúc lúc này này thì thì một một cái cái cấu cấu hình hình NAT NAT đã đã được được xuất xuất hiện hiện trên trên BSN. BSN. Tuy Tuy nhiên nhiên thì thì để để mà mà có có thể thể truy truy cập cập tới tới được được dịch dịch vụ vụ web web trên trên máy máy Lubuntu Lubuntu thì thì chúng chúng ta ta phải phải làm làm thêm thêm một một bước bước nữa nữa là là chúng chúng ta ta sẽ sẽ vào vào phần phần cấu cấu hình hình từ từ lửa lửa của của BFSN. BFSN. Chúng Chúng ta ta sẽ sẽ bỏ bỏ hai hai cái cái rule rule là là block block private private networks networks and and loop loop back back addresses addresses and and clock clock borrow borrow networks. networks. Thì Thì ta ta chọn chọn là là firewall firewall rules. rules. Và Và ở ở đây đây thì thì thấy thấy có có hai hai cái cái rule rule đây. đây. Thì Thì hai hai cái cái rule rule này này thì thì nhiệm nhiệm vụ vụ của của nó nó là là nó nó sẽ sẽ chặn chặn các các cái cái địa địa chỉ chỉ IP IP private. private. Thì Thì trên trên thực thực tế tế là là từ từ lửa lửa BFSN BFSN thì thì ở ở các các mạng mạng WAN WAN nó nó sẽ sẽ nối nối kết kết với với Internet. Internet. Thì Thì lúc lúc này này nó nó sẽ sẽ sử sử dụng dụng các các địa địa chỉ chỉ IP IP public. public. Và Và thông thông thường thường thì thì nó nó sẽ sẽ có có trên trên cái cái từ từ lửa lửa này này nó nó sẽ sẽ có có cái cái lực lực để để nó nó chặn chặn các các cái cái IP IP private private từ từ bên bên ngoài ngoài vào. vào. Tuy Tuy nhiên nhiên thì thì do do chúng chúng ta ta đang đang thực thực hành hành ở ở trong trong phòng phòng thí thí nghiệm nghiệm hoặc hoặc là là ở ở mạng mạng ở ở nhà nhà chúng chúng ta ta thì thì địa địa chỉ chỉ IP IP hầu hầu như như chắc chắc chắn chắn là là địa địa chỉ chỉ IP IP private. private. Cho Cho nên nên chúng chúng ta ta không không bỏ bỏ hai hai cái cái rule rule này này thì thì chắc chắc chắn chắn là là từ từ máy máy vật vật lý lý bên bên ngoài ngoài chúng chúng ta ta đang đang dùng dùng IP IP private private nó nó sẽ sẽ không không truy truy cập cập được được tới tới các các dịch dịch vụ vụ mạng. mạng. Thì Thì ở ở đây đây chúng chúng ta ta chọn chọn action action để để chúng chúng ta ta cấu cấu hình. hình. Ở Ở đây đây thì thì ta ta sẽ sẽ bỏ bỏ chọn chọn hai hai cái cái rule rule này này và và chúng chúng ta ta save save lại. lại. Và Và chúng chúng ta ta chọn chọn là là apply apply changes. changes. Thực Thực hành hành áp áp dụng dụng các các thay thay đổi đổi. này. Rồi Rồi chúng chúng ta ta đã đã cấu cấu hình hình NAT NAT thành thành công. công. Thì Thì để để kiểm kiểm tra tra thì thì từ từ máy máy vật vật lý lý chúng chúng ta ta mở mở trình trình duyệt duyệt web web lên lên và và chúng chúng ta ta nhập nhập vào vào địa địa chỉ chỉ IP IP của của card card mạng mạng WAN WAN của của BSN. BSN.
Thì lúc này chúng ta đã truy cập được tới dịch vụ web của máy Ubuntu bên trong. Phần tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành cấu hình từng lửa. Chúng ta sẽ trên cái scan chúng ta sẽ cấu hình cho phép các dịch vụ HTTP, HTTPS và SSH và cấm tất cả dịch vụ khác. Thì phần này là sinh viên có thể hoàn toàn tự làm. Chúng ta sẽ vào trong giao diện phép của từng lửa để chúng ta thêm các cái rule theo yêu cầu. Thì như đã biết thì BFSEN đó là một cái công cụ có rất là nhiều tính năng. Chúng ta có thể sử dụng BFSEN cho nhiều cái công việc khác. Chúng ta có thể cấu hình dịch vụ VPN ở trên BFSEN chẳng hạn. Thì phần 0.5.6 là phần mở rộng để cho sinh viên có thể tự thực hiện. Và vừa rồi chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt và cấu hình BFSEN.